Nữ diễn viên Melissa Jimbert, người thủ vai Laura Ingalls Wilder trong bộ phim truyền hình kinh điển Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên đã bước chân vào con đường chính trị khi tuyên bố cô sẽ ra tranh cử tại khu vực bầu cử số 8 Michigan. Cô cho biết mình đang chạy đua vào quốc hội với hy vọng có thể giúp cho những gia đình bị mắc kẹt trong sự khó khăn tài chính có được cuộc sống dễ dàng hơn. Ginbert từng giữ chức chủ tịch công đoàn giới điện ảnh truyền hình Mỹ Screen Actors Guide từ năm 2001 tới năm 2005. Trước đây cô chưa bao giờ chính thức tham gia vào những cuộc đua chính trị, nhưng tới năm 2014, cô từng liên quan đến cuộc chạy đua của thành viên Đảng Dân chủ Marstowar và từ đó người ta cho rằng Greenberg bắt đầu quan tâm tới chính trị.